không nên đạt chỗ. Bà đạp càn khôn tọa, sức mạnh tựa kim cường, dương như trời, ra như đất, Mao Sơn lão tổ hộ thể, cấp cấp như luật lệnh, Bạch Liên đàn chủ thân công hộ thể, đao súng bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đao súng bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đao súng bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đao súng bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đàn chủ tổng đàn Quảng Châu, Bạch Liên giáo, Mao Sơn khai, cung nghênh Bạch Liên thánh mẫu, Bạch Liên tiết diệm, thánh mẫu giáng lâm. Hồi phục Minh Tông, nhất thống giang hồ. Bạch Liên Thánh Mẫu. Hôm nay phải bắt được Cẩu Quan để cúng tế Minh Vương. Bắt Cẩu Quan, tế Minh Vương. Bắt Cẩu Quan, tế Minh Vương. Bộ phim Hoàng Phi Hồng, Nộ Hải Hùng Phong do TV2.org thực hiện thuyết minh. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đà đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, xóa bỏ hiệp ước Mã Quan, xóa bỏ hiệp ước Mã Quan. Đại sư huynh, tôi xem bọn quỷ sứ Đông Dương này ức hiếp người quá đáng rồi, đe dọa đánh bại chúng ta trên địa bàn của chúng ta. Đợi lát nữa chúng ta đưa dược liệu vào xong, chúng ta cũng đến quán đánh hắn. Đệ đừng để sư phụ nghe thấy, không thì lại nói đệ tôi chuyện thị phi. Không sao. Xin thật tam, chỉ là một cái kim chỉ nam đồng hồ quả quyết bình thường thôi. Sao gì cứ loay hoay suốt cả dọc đường? À Tô, cái này cậu không hiểu rồi. Cái này là quà người ta tặng gì thật tam nhân ngày lễ tình nhân. Sư phụ người cũng thời thượng quá, tôi cũng bắt đầu đón lễ tình nhân rồi. Sư phụ người có chỗ nào có phong cách Tây như vậy? Đây là ta tặng ngọc bội để đổi lại đấy. Dì Thập Tam, nếu như dì còn ân ái với sư phụ như vậy, vậy tôi sẽ xuống xe ngay. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đà đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, xóa bỏ hiệp ước Mã Quan, xóa bỏ hiệp ước Mã Quan. Trừng trị giặc bán nước, trừng trị giặc bán nước. Nạn nước trước mắt, ngày nào mới thái bình? Sư phụ qua đi lên phía trước thăm dò xem. Được. Đừng có gây chuyện đấy. Vâng, sư phụ, đây là địa bàn của con cũng đi. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. À khoan này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Trừng trị giặc bán nước, xóa bỏ hiệp ước Mã Quan. Trương Trung Đường với tư cách là không sai đại thần, lần này từ xa đến Quảng Châu, ngựa xe mệt nhọc, chúng ta cùng nhau kính Trương Trung Đường một chén rượu nhạc, tẩy trần cho Trương Trung Đường. Đa tạ, các vị có lòng tốt. Triều đình bây giờ vô cùng khiếp chiến, bảo ta đến Quảng Đông tùy cơ ứng biến. Hiện giờ quân phí không đủ, khẩn cầu các vị thương gia giàu có ở Quảng Đông có thể sẵn lòng giúp đỡ để trợ giúp quân phí. Quốc nạn hàng đầu, đúng lúc ta hiến thần báo quốc. Chỉ cần Trương Trung Đường mở lời, muốn tiền đưa tiền, Bạch Liên hạ phàm, muốn dân đổi đời. Đám diễu hành tà giáo mê hoặc quần chúng này thật là vô pháp vô thiên. Bạch Liên hạ phàm, muôn dân đổi đời. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc, đà đảo chủ nghĩa đế quốc, khôi phục Đại Trung Hoa. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc, Bạch Liên giáo ở đây, nhường đường. Đà đảo chủ nghĩa đế quốc, đà đảo Nhật Bản, các người. À Dùng, theo ta. Vâng sư phụ. Để tránh cho Trung Đường đại nhân hoảng sợ, hay là chúng ta rời khỏi trước? Trung Đường đại nhân, mời. Bắt Cẩu Quan, giết, giết. Mọi người cẩn thận. Bạch Liên hạ phàm, muôn dân đổi đời. Liên hòa trừ yêu khí, vạn vật biến một lòng, lên. Cẩu Quan, Bạch Liên thánh giáo để bắt người, mau mau nhận tội. Người là ai? Có gan cản trở bản tiết cô bắt Cẩu Quan? Thật Sơn, Hoàng Phi Hồng.
Hoàng phi hồng, hoàng giữa trời hoa nắng vàng, các người dám hành thích mệnh quan triều đình, còn có phương pháp không? Bản tiên cô là thanh trời hành đạo. Ồ, đây chính là một số người của Bạch Liên giáo làm loạn, không chịu được khí hậu. Cha, cha, A Tổ, cha, cậu phu giỏi như vậy là một người bạn của ta, một trong những thập hổ Quảng Đông, con của Hoàng Kỳ Anh, Hoàng Phi Hồng. Cha, đứng lại, cha, giết. Không được cử động, yên nhân ảnh trên người có súng, bắt hắn đi. Ngươi, đừng, đừng. Với răng vổ này, bắn thế mà cũng đòi bắn, giết hắn. Hoàng Phi Hồng, thật thủ quả nhiên danh bất hư truyền, chứ bằng gia nhập Bạch Liên giáo chúng ta, che chở Minh Vương, đảm bảo người trường sinh bất lão, và người giả thân giả quỷ, làm chuyện bất chính, rõ ràng là tà giáo, phàm phu tục tử, không có căn cứ. Không hổ là sư phụ mình, công phu quá giỏi. Thánh mẫu, ánh mặt trời chưa hé, thời cơ chưa đến, tạm thời giữ cổ quan một mạng. Hô pháp, rõ. Ta sẽ trân trọng ngọc bội của huynh. Hoàng sư phụ, thượng quan huynh, hôm nay may nhờ có huynh trượng nghĩa ra tay, thượng quan huynh nặng lời rồi. Hoàng sư phụ, ta thay huynh giới thiệu Trương Chi Động, Trương Trung Đường nhé. Được. Hoàng sư phụ, mời. Mời. Hoàng sư phụ, thượng quan huynh, mời. Bái kiến Trung Đường đại nhân, chắc hẳn vị đây chính là tông sư võ học Nam phái Hoàng Phi Hồng, Hoàng sư phụ. Ơn cứu mạng Trương Chi Động suốt đời không quên, đại nhân nặng lời rồi, Phi Hồng thẹn không dám nhận. Hoàng sư phụ, mời ngồi. Được. Dâng trà. Hoàng sư phụ, ta có một môn sinh tên Lưu Vĩnh Phúc. Nói khắc kỳ quân của hắn sở dĩ chiến lược phi phàm, chiến công hiển hách, toàn bộ dựa vào giáo đầu võ thuật Trung Quốc mà Hoàng sư phụ đảm nhiệm, dốc hết tâm huyết dạy dỗ mà có. Lưu tướng quân quá khen rồi. Hoàng sư phụ, trước mắt chiến sự đảo Đông Sa sắp đến, đúng lúc tiền tuyến dùng người. Anh hùng cái thế như Hoàng sư phụ đồng ý đảm nhận chức tổng giáo đầu võ thuật Trung Quốc thì quân Lưỡng Quảng tận trung dốc sức vì đất nước.
Đây, Phi Hồng chỉ là một thảo dân, e rằng khó đảm nhận được chứ. Vị lớn này, một thảo dân, biết thân biết phận của ngươi là tốt. Hỗn sự, Tân phủ đại nhân, trước mặt Trương Trung Đường, chú ý hình tượng của ông. Tổng đốc đại nhân, Trương Trung Đường bổ nhiệm chức tổng giáo đầu thủy quân Lưỡng Quảng vô cùng trọng đại, theo lý phải xin ý kiến sử bộ, đồng thời trình lên sở quân cơ định đoạt. Trương Trung Đường hành xử như vậy, chỉ sợ rơi vào tội lạm quyền. Bây giờ phòng thủ trên biển báo nguy, trước khi rời kinh, lão Phật gia dặn ta tùy cơ hành sự. Tân phủ đại nhân còn cho ta thêm tội lạm quyền. Hạ quan không dám, hạ quan chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình, nhắc nhở đại nhân mà thôi. Đại nhân, đại doanh thủy quân đưa đến quân tình cấp báo. Đã phát hiện, trong vòng 3 ngày, tàu chiến Nhật Bản lập tức đến đảo Đông Sa. Tổng đốc đại nhân, ông nhanh chóng đến đại doanh thủy quân, đích thân dẫn quân tiến về phòng thủ đảo Đông Sa. Chỉ cần vài người Nhật dám cả gan lên bờ, nhất định phải chiến đấu hết mình. Còn việc quân chi viện, do đích thân lão phu đốc thúc. Hạ quan tuân lệnh. Từ từ đã, Trương Trung Đường, thế tùy cơ hành sự của lão Phật gia chắc chắn không bao gồm khai chiến chứ. Sở dĩ ký hiệp ước Mã Quan chính là để tránh chiến sự Trung Nhật, chiến sự trọng đại, quan hệ rộng lớn, bắt buộc phải xin ý kiến của sở quân cơ. Mời Lý Trung Đường lão Phật gia sau khi định đoạt mới đưa ra quyết định. Tân phủ đại nhân, hiện giờ đại chiến cấp bách, đợi phê chuẩn từ ngàn dặm xa xôi của triều đình. Đừng nói Đông Xa, Tây Xa, Nam Xa cũng sớm rơi vào tay người Nhật rồi. Ông làm việc như vậy đúng là thấy đất nước gặp nguy mà không màng. Quần đảo Đông Xa đều là đảo hoang nhỏ, cư dân không nhiều. Hơn nữa rất nhiều nơi trên đảo căn bản không thích hợp dân cư sinh sống. Vì một số nơi vô dụng đó khai mở chiến sự, đây mới là thấy nguy không cứu của triều đình. Lần này của Tân phủ đại nhân là có ý gì? Phi Hồng mặc dù chỉ là một thảo dân, hiểu biết kém cỏi. Nếu như tất đất của đất nước bị chiếm đánh, dân cư thiếu đất, nếu như đồng bào ta dốc sức bảo vệ chủ quyền, nếu đất vô dụng thì chúng đã không xâm chiếm, bách tính không nhiều lại vứt bỏ như cỏ rác. Vậy chúng ta còn cần triều đình này có tác dụng gì? Ngươi, Hoàng sư phụ hiểu biết sâu rộng. Thật không biết trong các vị quan lớn của triều đình hiện giờ còn có mấy người giác ngộ được như Hoàng sư phụ. Ý ta đã quyết, truyền lệnh các quan cấp chỉnh đốn chuẩn bị chiến sự, lập tức ban bố lệnh cấm tránh thuyền dân vào nhầm khu chiến đấu hoặc gian tế của kẻ địch ra biển truyền tin tức. Không có lệnh đích thân đóng dấu ký kết của ta, bất kể cũng không được ra biển. Rõ. Trừ khi Trương Trung Đường hạ lệnh dừng chiến, không thì tàu chiến của Nhật chỉ cần dám bước vào lãnh thổ của Đại Thanh ta, người ngựa nhất định dốc sức quyết chiến. Nếu lão Phật gia trách tội xuống, tất cả hậu quả người ngựa nguyện cùng nhau gánh vác với Trương Trung Đường. Được. Tiền tuyến phiền Tổng đốc đại nhân rồi. Hoàng sư phụ, quốc gia gặp nạn, mọi người đều có trách nhiệm. Chuyện tổng giáo đầu Trương Chi Động ta làm chủ cho ngài. Giờ tị ngày mai, ta đích thân chủ trì nghi thức nhậm chức cho Hoàng sư phụ. Đại nhân, cứ như vậy đi. Trương Chi Động thật không hổ là một hán tử cuối cùng của Đại Thành Quốc, cản nhiên không sợ Đại Nhật Bản đế quốc chúng ta, không những từ chiến còn cấm biển. Phải vậy, đại nhân. Hắn đang muốn chết. Thank you.
Có thích khách, bảo vệ đại nhân. Sống bắt cổ quan, thờ tế Minh Vương. Giết. Bảo vệ đại nhân. Đại nhân, xin hãy tránh vào bên trong. Quan phủ làm việc, các người tránh ra. Đại nhân, mời. Trương đại nhân, mau theo ta. Người dẫn theo ta sẽ không thoát được. Trương đại nhân, đây là kim ấn của ta. Nếu như rơi vào tay người Nhật, sẽ mạo danh văn kiện chữ ký, thay đổi đại cục. Vì vậy người phải lập tức đột phá vòng vây, đưa nó đi. Đi tìm Cố Bình, không cần lo cho ta. Tôi không thể bỏ mặc đại nhân. Đi mau, sự việc trọng đại, đây là lệnh của ta. Đại nhân, đi mau. Đám tiểu tốt này không thể làm gì được ta. Đi mau, mau được Cứu Bình, bao vây Bạch Liên Giáo. Đi mau đi, đại nhân. Đi mau. Nào, Hoàng sư phụ, dược liệu mà ông cần mua tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Ông xem còn cần gì nữa không? Cứ việc nói ra, Lâm Hinh thật sự quá khách khí rồi. Không chỉ cho chúng ta chỗ ở, còn mua dược liệu cần thiết về cho chúng ta. Phi Hồng thật không biết lấy gì báo đáp. Ông là sư phụ của Liệt Nhi, A Tô. Chúng ta vừa là bạn cũ lâu năm. Không phải xa lạ như vậy. Nếu thật muốn báo đáp ta, đợi sau ngày mai ngài nhậm chức, thay ta giết thêm nhiều tên giặc Đông Dương là được rồi. Người này sắp chết rồi, có nên báo quan không? Báo quan gì chứ? Sao ông chẳng có lương tâm gì hết? Mọi người xem, chỗ này hình như có người chết. À khoan, tiểu Nguyệt, đi xem. Vâng, sư phụ. Thượng quan đại nhân. Sư phụ. Thượng quan đại nhân. Là sao vậy? Thượng quan huynh, xảy ra chuyện gì? Hoàng sư phụ, Bạch Liên Giáo cứu Trương đại nhân. Thượng quan huynh. À khoan, dìu hắn vào trong. Vâng. Hoàng sư phụ, mời dùng trà. Không cần đâu. Tử phụ đại nhân,
Hoàng sư phụ, không không không, nên gọi là Hoàng tổng giáo đầu. Người thật tích cực quá rồi đấy. Trương Trung Đường giờ tị ngày mai mới chuẩn bị nghi thức nhậm chức cho người. Người, có chuyện gì? Trương Trung Đường bị người của Bạch Liên giáo bắt uy hiếp rồi. Hả? Là hộ vệ của mấy thượng quan nghe được chứng minh nói ra. Thượng quan não bây giờ đang ở đâu? Đang ở chỗ ta trị thương. Hắn bị người của Bạch Liên giáo đánh trọng thương, hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Vì thế Phi Hồng đặc biệt đến khẩn cầu đại nhân lập tức phát binh cứu Trương Trung Đường. Vô pháp vô thiên, bản quan lập tức phái người đi cứu viện. Sư giả, tiễn Hoàng sư phụ về. Là phiền Hoàng sư phụ đến đưa tin rồi. Làm phiền rồi, cáo tử. Được, Hoàng sư phụ mời. Sư gia xin dừng bước, Hoàng sư phụ đi thong thả. Chỉ bảo để bọn họ đón thượng quan đại nhân về đi. Ta đi rồi. Vâng. Đại nhân, thuộc hạ đi tuần phòng điều binh phong tỏa toàn thành, lùng bắt Bạch Liên giáo, cứu viện Trương Trung Đường. Phong tỏa toàn thành đó là tất nhiên. Cứu viện Trương Trung Đường. Ý của đại nhân là Trương Trung Đường và Lý Trung Đường chúng ta trước giờ thường không ưa nhau. Lần này hắn thật sự có chuyện rồi. Người nói Lý Trung Đường ta có vui không? Tuần phủ đại nhân cao minh, thuộc hạ lập tức đi phong tỏa tin tức. Thập Tam, người còn hình thế nào rồi? Tiểu Nguyệt đang trông vẫn còn hôn mê. Tần phủ đại nhân nói thế nào? Tần phủ này bằng mặt chứ không bằng lòng, không chỉ khoanh tay đứng nhìn, càng muốn mượn đao giết người. Quốc gia nguy nan, hắn lại luôn nghĩ đến tranh đấu quyền lực. Quốc gia đổ nát đến nước này, đại sự biên cương này khó mà tránh được. Mày phải làm thế nào? Hiện tại khắp Quảng Đông chỉ có hắn là mạnh nhất. Hắn mang tâm địa hiệp đồng. Vậy Trương đại nhân há không phải gặp nguy hiểm rồi? Còn hơn thế, nếu không có Trương đại nhân ở hậu phương chỉnh đốn trang bị chiến sự, tổng đốc đại nhân ở đông xa tiền tuyến càng thêm lành ít dữ nhiều. Một khi chiến bại, nguy hiểm chính là cả Nam Quốc. Vậy phải làm thế nào? Còn có cách nào khác không? Kế sách hiện tại chỉ có chúng ta nghĩ cách cứu thoát Trương đại nhân. Cứu thế nào? Hoặc là chúng ta có thể thử dụ rắn ra khỏi động. Bạch Liên giáo, cái gì mà Bạch Liên giáo? Bồ Tát phù hộ, phù hộ, phù hộ. Bạch Liên giáo tìm hiểu một chút. Bình thường kéo xe đúng không? Bái thổ địa không bằng bái Minh Vương. Gia nhập Bạch Liên giáo, Minh Vương giúp người sức khỏe như bay, kéo xe cũng nhanh hơn người khác. Bạch giáo cái gì? Minh Vương có thể làm ta kéo xe được không? Ta chính là kéo xe gặp nạn. Tiên sinh ngài muốn chơi không? Gia nhập Bạch Liên thánh mẫu, đảm bảo thể lực của ngài vô cùng vô tận. Người đi đi. Huynh đệ, muốn chơi không? Đừng có nói với người khác. Giang vổ chết tiệt, cản trở đời làm ăn của ta. Không phải. Cút. Dám cản trở làm ăn của chúng ta. Cút mau. Đại ca, xem một chút, gia nhập Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo. Huynh đệ, có muốn gia nhập Bạch Liên giáo không? Đi đi đi, đừng có làm đỡ việc của ta.
Lợn mập, không cần, đưa cả hết đây. Thầm thầm, thầm lấy nó làm gì? Lấy nó nhóm lửa. Nhóm lửa. Sư phụ, uống chút nước đi. Sư phụ, người nói xem bọn họ đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Không vội, đợi tín hiệu. Phi Hồng, Tiểu Quân tỷ, Tiểu Nguyệt, A Quan bọn họ đã về chưa? Có lẽ sắp về rồi. Cái đó, trước kia huynh dạy muội ba chiêu, muội thấy luyện rất thành thạo rồi. Huynh dạy muội cái mới đi. Quân pháp này, dạy muội đi. Được, được, được. Thiếu cước, liêu đang, móc mắt, ba chiêu này muội học được rồi. Bây giờ dùng quân pháp dạy muội, tất nhiên có thể thực hiện ba chiêu này. Nào. Lão đệ, ngươi ở đây lâu như vậy rồi, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho ngươi. Ta phải nhà ăn tối trước đây, ngươi tiếp tục đi nhé. Nhận lời tốt lành của huynh. Bạch Liên Giáo tìm hiểu một chút. Được lắm, huynh đệ, ta đang nghĩ gia nhập Bạch Liên Giáo đây. Ngươi xem. Thiếu cước, liêu đàng, móc mắt. Đạn tín hiệu. Đây không phải. Ngươi chưa thấy đạn tín hiệu à? Ngươi cho rằng ta bị ngốc à? Đây không phải là tín hiệu. Đi. Xem tín hiệu. Phi Hồng, không sao chứ? Không, không sao. Đưa ta mượn kim chỉ nam của muội. Đây, Tiểu Ngược, chuẩn bị ngựa. Sư phụ, ngựa sớm đã chuẩn bị rồi. Minh Vương tại thượng, này có tín nữ Hàn Tịch Nhi, sinh vào giờ Tị ngày 5 tháng 5 năm thứ 11 Quang Tự, bị ngũ quỷ quấn thần, bắt yêu phách môn, không thể tự thoát khỏi. Minh Vương toàn năng, tặng ta tiên dược, tiêu diệt giải nạn. Mạc Sơn lão tổ cấp cấp như luật lệnh. Hạnh phúc. Minh Vương hiển linh, nước thánh đã thành, mau nhận nước thánh cứu con gái người đi. Nào. Tịch Nhi, ngoan. Đây là Bạch Liên đàn chủ ban nước thánh cho con. Uống xong bệnh con sẽ khỏi. Không sao, không sao đâu Tịch Nhi. Tịch Nhi. Tịch Nhi, không sao đâu. Thế
Hận Minh Vương thì sống, nghịch Minh Vương thì chết. Hận Minh Vương thì sống, nghịch Minh Vương thì chết. Ta nói cho các người biết, bây giờ các người thả ta ra ngay. Sư phụ ta là Hoàng Phi Hồng, bây giờ các người thả ta ra, tha một mạng cho ta. Nói không chừng ta sẽ tha mạng cho các người. Bạch Liên Thánh Giáo, người đừng có làm bừa. Sư phụ ta là Hoàng Phi Hồng, hàng yêu phục ma. Người làm gì? Xin thượng Minh Vương cáo công quy luật lệnh. Người làm gì đấy? Giết sư phụ ta là Hoàng Phi Hồng đấy. Trảm yêu nghiệt, tế Minh Vương. Trảm yêu nghiệt, tế Minh Vương. Sư phụ, sư phụ, A Khoan, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ngươi mà đến muộn chút nữa, A Khoan sẽ bị quay thành heo quay mất. Đúng lúc ta đang đói. Sư phụ, giữ thể diện chút đi. Nhiều người như vậy. Sư phụ, Hoàng Phi Hồng, nhảm nhí, vì này chính là sư phụ ta. Ông ấy chính là ai gặp cũng mến, phong ngô anh tuấn, võ công cao cường, danh chấn Nam Dương, Hoàng Phi Hồng. Thì ra ngươi chính là Hoàng Phi Hồng. Hôm nay lão tử sẽ cho người biến thành Hoàng Phi Trùng. Giết hắn. Thâm độc vậy. Ồ, người không có lưỡi kiếm sao ta đánh được? Ta không chết với ngươi. Đừng có chạy. Tịch Nhi, ở đây đợi cha. Cha, con sợ. Tịch Nhi, đừng sợ. Cha ở cạnh con, không sợ. Các bạn đánh không xuể, Phật Sơn vô ảnh cước. Các người thật sự rất phiền đấy. Cầm đao lên. Thần công hộ thể, người không thể hại ta. Nói sằng nói bậy. Đứng lại, đứng lại, đừng có chạy. Bắt lấy hắn, đừng chạy. Đứng lại, bắt lấy hắn. Đứng lại. Cái gì mà thần công hộ thể? Thì ra là lót tấm sắt. Mọi người xem đi, đây chính là đao súng bất nhập. Người này rõ ràng là lừa đảo. Đừng nghe hắn nói bậy. Giết hắn. Ta khuyên các người vẫn là đừng đi theo hắn làm xăng làm bậy. Đều là giả. Đây, đây, con gái người uống nhiều nước thánh như vậy chắc không có vấn đề gì chứ. Thì ra là giả.
Đánh hay lắm. Dạy ngươi thần công hộ thể này. Dạy ngươi thần công hộ thể này. Đánh, 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 đánh hay lắm. Đánh chết hắn đi. Lừa chúng ta lâu như vậy, đánh chết hắn đi. Mình vượt hệ thần, thần công hộ thể. Có phải người bắt Trương đại nhân? Ông ấy bị nhốt ở đâu? Chết đi. Tỉnh nhỉ. Thứ gì thế? Ông quan, phong tỏa huyệt vị của họ lại đi, phân tán khói độc. Được rồi sư phụ. Trương Chi Động đại nhân rốt cuộc đã bị nhốt ở đâu? Trương Chi Động e rằng đã chết rồi. Hắn rơi vào tay thần đại. Cơ rách nát của Bạch Liên giáo của ngươi sao mà nặng thế? Lại là cô. Là ta, Hoàng Phi Hồng. Tin nhớ ta không? Nói bậy. Mau ra cho đại nhân ra đây. Bằng không, ta hủy hang ổ của cô. Hình hủy đi. Cả ngày giả thần giả quỷ, khói đen trướng khí, ta cũng không thích. Hình hủy nó rồi, ta giữ cái mới cho Hình, đảm bảo cho Hình làm đàn chủ, vinh hoa phú quý, sắc đẹp quyền lực, tất cả đều là của Hình. Ngay cả ta cũng là của Hình. Ngọc bội của ta, trả cho ta. Đây không phải là Hình tặng cho ta sao? Muốn lấy à? Đến mà lấy đi. Cái này trò pháp gì vậy? Nào, để ta xem. Yên tâm đi, con người chúng đều không nặng, không có gì to tát. Chỉ là cô bé này, người nhiễm bệnh khó chữa. Tại sao lại kéo dài đến bây giờ còn không đi chữa trị? Là ta đã quá mê tín Bạch Liên giáo, tưởng rằng có thể chữa được cho con gái. Không ngờ đều là lừa người. Hoàng sư phụ, cầu xin ngài hãy cứu lấy con bé. Hoàng sư phụ, Hoàng sư phụ, cứu chúng tôi. Hoàng sư phụ, cứu lấy chúng tôi. Hoàng sư phụ, cứu chúng tôi. Được, được, con người yên lặng chút đi. Nếu vừa rồi các người nghe ta, bây giờ cũng không chịu tội này rồi. À khoan, đi lấy giấy bút đến đây. Vâng, Hoàng sư phụ, Hoàng sư phụ. Được rồi, mọi người không cần lo lắng. Các người chúng độc không nặng. Ta kê đơn thuốc cho mọi người, làm theo hướng dẫn, rất nhanh ra khỏi thôi. Cảm ơn Hoàng sư phụ. Ngoài ra, ta sẽ bốc thêm thuốc cho con gái của người. Hai thang dục cùng lúc, trong một hai ngày sẽ có hiệu quả. Cảm ơn Hoàng sư phụ. Hoàng sư phụ diệu thủ nhân tâm, hoa đà tái thế, chính là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi. Chúng ta coi đàn chủ là thần thánh, còn đàn chủ đã coi chúng ta như súc sinh. Hoàng sư phụ nhiều lần liên tiếp cứu chúng ta, cho dù chúng ta có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ơn đại đức của Hoàng sư phụ. Các người không cần báo đáp ta, chỉ cần các người có thể cải tà quy chính, cũng không uổng công ta cứu các người một mạng. Chúng ta nhất định cải tà quy chính. Cảm ơn Hoàng sư phụ, làm người thật tốt. Trương Chi Động đại nhân bị nhốt ở đâu? Trương đại nhân không có ở đây.
Đêm hôm qua, sau khi chúng ta trói Trương đại nhân lại, đàn chủ liền giao ông ấy cho Thánh mẫu xử lý rồi. Thánh mẫu? Thánh mẫu, lẽ nào cô ta vẫn còn hang ổ khác? Bình thường cô ta xuất quỷ nhập thần, chúng ta đều không biết tình hình bên trong. Sư phụ! Sư phụ, lần này chúng ta phát tài rồi. Tín hiệu này quen quá. Được. Đừng gây chuyện. Vâng ạ. Trương Chi Động e rằng đã chết rồi. Hắn rơi vào tay thần lại. Truyền lệnh quan viên các cấp chuẩn bị chiến sự. Không có hiệu lệnh, đích thân đóng dấu ký kết của ta, bất kỳ ai cũng không được ra biển. Ta hiểu rồi. A Khoang, đi. Vâng. Ngươi dựa vào cái gì mà nói người Nhật mua chuộc Bạch Liên giáo, bắt cóc Trương đại nhân? Tân phủ đại nhân, đàn chủ Bạch Liên giáo đó vừa nói ra hai chữ thần nại liền vu oan giáo họa. Hơn nữa tôi ở đó còn tìm thấy chiếc hòm có ký hiệu của thần nại, trong hòm đó chứa đựng đều là Hoàng Phi Hồng. Biết ngươi đang nói gì không? Thần nại Chu Thức sẽ ở Bắc Gia sản nghiệp của Quảng Đông. Bọn họ mỗi năm cống hiến cho triều đình hàng vạn thuế khóa. Hòm của họ xuất hiện ở tổng đàn Bạch Liên giáo, căn bản không nói rõ được gì, chỉ là một cái hòm thôi. Người Trung Quốc làm việc ở chỗ bọn họ tùy ý cũng có thể lấy được. Đây là một số người có ý đồ riêng, nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Đại nhân, tôi thua rồi. Bọn chúng cố ý hãm hại người Nhật, gây ra rắc rối này. Đại nhân, Trương Trung Đường là đối thủ lo lắng nhất của người Nhật. Bọn chúng chính là muốn ông ấy ngừng chiến, vì vậy mới đưa ra đối sách như thế. Quan hệ lợi hại trong đó, mong đại nhân cân nhắc. Hoàng sư phụ, Hoàng sư phụ, một tiểu dân thấp kém như ngài còn dám chất vấn trí tuệ với tần phủ đại nhân, đây là đại nghịch bất đạo, hay là nhanh chóng rời khỏi đi? Tần phủ đại nhân, ngài đừng vì tranh đấu trong quan trường mà tính toán sai lầm, trở thành tội nhân ngàn đời của dân tộc Trung Hoa. Sư phụ, quân phủ đồng ý xuất binh không? Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Tình hình bên con thế nào? Vừa rồi con đã đi tìm Lâm Thế Bá, nghe bà ấy nói có thể có một thương hội Nhật Bản, có thể là thần nại. Hơn nữa sản nghiệp tiếp đó không dưới trăm nhà. Người nói chúng ta tìm như vậy, tìm từ nhà một tháng cũng tìm không hết. Hiện giờ quân phủ không đồng ý xuất binh, manh mối cũng không có. Làm thế nào đây, sư phụ? Sư phụ, chúng ta tiếp một chiều khua núi chấn hổ đi. Khua núi chấn hổ. A Quan, sư phụ, kẻ nào? Vị này chính là Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, Hoàng sư phụ. Ta không đến Bảo Chi Lâm tìm ngươi, ngươi lại tự tìm đến cửa. Ta không còn hứng thú với võ quán. Có điều nghe nói Trương Chi Động đại nhân bị các người kèm ép, giao người ra đi. Khuyên mấy người các người mau chóng nghe theo lời sư phụ ta, mời Trương đại nhân ra đây. Mà không lần nữa tiểu gia không hạ thủ lưu tình đâu. Mấy người các người ăn không nổi mà chạy đâu. Mọi người có mặt, giết bọn chúng, từ từ. À Khoan, đợi tí nữa thua thì thua thật một chút. Sư phụ, ok. Look!
đau quá. Sư phụ, cứu con với. Sư phụ. À Hoàng, con như vậy cũng thật quá rồi đấy. Cứu con với. Con xong rồi. Đánh không lại bà chúng, đi mau. Được. Không cần đuổi nữa. Hoàng Phi Hồng, chỉ có vậy thôi à? Đúng vậy. Ngài xem chạy nhanh như thế mà. Trương đại nhân, ta rất kính phục ông, nhưng cũng mong ông hiểu, ta làm tất cả chỉ vì lập trường của chúng ta khác nhau. Trương đại nhân, mong ông xem xét thời thế. Đại thành đã đến lúc tận thế, các hạ vẫn nên từ bỏ đi. Chỉ cần ông có thể chuyển lệnh ngừng chiến, ta đừng uổng phí công sức nữa. Cho dù Trương Chi Động ta gục xuống, hàng vạn người, ngàn vạn người Trung Quốc cũng quyết không khuất phục. Người từ bỏ đi. Trách nhiệm của Trương đại nhân là tại hạ không phục. Nếu đã như vậy, ta đành thất lễ rồi. Dừng. Đừng đánh chết hắn. Vâng. Phó thống lĩnh. Phó bộ thống lĩnh, ta đến báo cáo với ngài. Tiết cơ đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý hậu sự của Bạch Liên Giáo rồi. Đặc biệt đến báo cáo với ngài, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc. Ta nhất định sẽ báo cáo công lao to lớn của cô cho quân bộ. Đa tạ đề bạt của thống lĩnh. Trương Chi Động đồng ý hợp tác không? Không hổ là sống lưng cuối cùng của triều đình Đại Thanh, rất biết chịu đựng. Phải làm thế nào? Tàu chiến ngày mai sẽ lên đảo rồi. Chúng ta ăn nói thế nào với quân bộ? Quân bộ đã quyết định bí mật áp giải Trương Chi Động lên tàu chiến làm con tin. Trương Nhân Tuấn là môn sinh của Trương Chi Động. Hắn khẳng định không thể không quản sống chết của Trương Chi Động mà mạo nhiên khai chiến. Nhưng hắn hạ lệnh cấm biển, chúng ta làm thế nào để ra biển? Tiên sinh, tham kiến hai vị thống lĩnh. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Quan phủ bên đó sao rồi? Tên tuần phủ ngu xuẩn đó một lòng chỉ nghĩ đến tranh đấu trong quan trường, các bạn không nghĩ cách cứu viện Trương Chi Động. Kim ấn của Trương Chi Động lấy được chưa? Thuộc hạ đến nhà và phủ của Trương Chi Động rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy kim ấn. Không có. Không tìm thấy thì không tìm thấy. Áp giải Trương Chi Động đến biển cấm đó, xem hắn có dám cho qua không. Ngu ngốc. Con ruồi này thật đáng ghét. Thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ lỡ lời. Thống lĩnh, Thượng Quan Ngạo là thân binh của Trương Chi Động. Kim ấn có lẽ ở trong tay Thượng Quan Ngạo. Chúng ta chỉ cần tìm được Thượng Quan Ngạo là có thể lấy được kim ấn. Thượng Quan Ngạo, hắn ở trong lâm phủ. A Tô, ta nói với đệ, sau này cái tật chém gió của đệ phải thật sự thay đổi. Ta không chém gió, ta nói đều là sự thật. Cái nào? Ta đi bảo vệ gì thập tam, đi mau. Hey!
Gì thật ta? A Tô, sao vậy? Gì thật ta? Có thích khách? Gì đừng sợ. Ta đến bảo vệ gì? Gì thật ta? Thiết cướp liều đảng. Móc mắt. Vô ảnh cướp. Chị thật tam, chị lợi hại quá. Thiếu cướp liêu đạc, móc mắt. Kim ấn. Thiếu cướp. Thiếu cướp. Thiếu cướp liêu đàn móc mắt. Chị thập tam. Ngươi đừng qua đây. Sư phụ ta lợi hại lắm đấy. Phật sơn vô ảnh thú. Tiêu Nguyệt, ta đi bảo vệ gì thập tam. Chỗ này giao cho ta. Được. Đánh chết người. Các người là kẻ nào? A Tô, không sao chứ? Đi mà. Đám người này đến và đi bật vô âm tín, thật sự rất kỳ lạ. Không có gì đáng kỳ lạ hết. Thật ra bọn chúng sợ vô ảnh thù của Phật Sơn chúng ta. Đi đi đi. Ông thuê xe. Ông xem một chút đi. Chủ quán. Đại sư huynh, đánh thắng trận lớn, chúng ta đi ăn mừng đi. Ăn mừng chỗ nào? Phố Hoa, nổi tiếng nhất Quảng Đông. Đến địa bàn của ta, Phố Hoa, đảm bảo huynh sẽ rất vui. Phố Hoa. Phố Hoa không đẹp. Phố Hoa đẹp lắm, có nhiều mỹ nữ nữa. Đừng có nói nữa. A Tô, đệ đừng có thấy sư phụ không ở đây thì không coi ai ra gì rồi hả? Còn dám đi Phố Hoa? Đây là chuyện vui chơi của đàn ông chúng ta. Đại sư huynh, đừng để ý, đi thôi. Ta thiếu quân tỷ, đây. Đúng rồi, A Vinh, A Tô, bọn họ đi đâu cả rồi? A Tô, số 7 đại sư huynh đi uống rượu hoa rồi. Rượu hoa? Ừ. Sư phụ không có ở đây, bọn họ đừng gây ra chuyện là được rồi. Hay là mỗi đi gọi họ quay về đi. Vâng. Chú ý an toàn. Chú ý an toàn. Quán chủ này sao lại đến kỹ viện nhỉ? Sư phụ, bây giờ làm thế nào? Trả chuyện vào trong. Vâng.
Thống lĩnh, đại quán chủ đến rồi. Thống lĩnh, nào nào nào, thuộc hạ đến để báo hỷ với thống lĩnh. Ngài không cần phải lo lắng về Hoàng Phi Hồng nữa. Thuộc hạ đã thay ngài dạy dỗ hắn một bài học rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Người đến gây sự với hắn sao? Không có. Là hắn chủ động đánh đến quán đấu, muốn tôi giao Trương Chi Động ra. Ngu xuẩn. Người đã tiết lộ rồi. Không có, không có. Thuộc hạ đánh cho hắn chạy bán sống bán chết. Hắn căn bản không dễ dàng chiếm được lợi thế. Người đã tiết lộ chuyện ở đây cho hắn rồi đấy. Người còn muốn hắn tưởng bỏ cái gì? Thuộc hạ biết tội. Hồng lĩnh tha mạng. Ta thật sự đã xem thường Hoàng Phi Hồng rồi. Không ngờ hắn lại có mưu dũng đến vậy. Dụ dẫn ra khỏi hàng, chưa thử được Bạch Liên Giáo. Bây giờ dùng chiêu qua núi chấn hổ này có ý nghĩa, có ý nghĩa. Tại sao bên cạnh ta lại không có kỳ tài như vậy? Đều là lũ ngu dốt, lại tự cho là mình thông minh. Chúng ta từng thề thành tận chung với Thiên Hoàng, người lại phụ lòng của Thiên Hoàng. Người tự mình cất liễu đi. Thống lĩnh tha mạng. Thống lĩnh cứu tôi. Thống lĩnh cứu tôi với. Ta vốn tưởng rằng người chỉ là không có mưu đồ. Hử người một chút, ngay cả dũng khí cũng không có. Thật mất mặt cho Đại Nhật Bản Hoàng quân chúng ta. Tôi có ép ta phải ra tay. Vâng. Vâng. Tôi tạ tội với Thiên Hoàng. Cơm bé cho cha đây. Huynh hạnh phúc thật đấy, có con gái ngoan như vậy. Nào Tịch Nhi, cùng nhau ăn nào. Hôm nay đã uống thuốc chưa? Thuốc của Hoàng sư phụ kê cho không đáng chút nào. Nào, chúng ta ăn cơm. Nhanh lên, nhanh lên. Người Trung Quốc sao lại chậm như vậy? Chưa ăn cơm à? Mấy người Trung Quốc các người nhanh lên. Nào, ăn một cái đi. Cảm ơn cha. Cha, người xem, đó không phải là Hoàng sư phụ hôm qua cứu chúng ta sao? Nhanh lên. Nhanh chóng xử lý sạch sẽ cho ta. Rõ. Phục bộ thống lĩnh Kim Ấn lấy được chưa? Vâng, lấy được rồi. Đi tìm một xe ngựa, đưa Trương Chi Động đến bến đỏ, rồi đưa lên thuyền của hải quân, lập tức ra biển. Hòa thống lĩnh. Sư phụ, bác vừa rồi đến thật là phiền phức. Bên này cũng là
Bạch Liên Thánh Mẫu này bị người Nhật mua chuộc sao? Sai. Ta thấy cô ta vốn dĩ là người Nhật. Mấy người các người nhanh chóng xử lý sạch sẽ cho ta. Rõ. Tiểu Xuyên Quân, hôm nay là ngày đặc biệt, các người đều phải hành sự cẩn thận, đừng để bất kỳ người nào xông vào. Quả thật là đẹp, đừng tiêu tiểu hơn. Đó không phải là Bạch Liên Thánh Mẫu sao? Thánh Mẫu? Sao lại ở đây là kỹ viện? A Tô, chỗ này nhất định là xảo huyệt của thần đại. Nữ nhân Nhật Bản kia chắc chắn biết Trương đại nhân bị nhốt ở đâu. Ta đi bắt cô ta, con đi chỗ khác xem xem. Vâng, sư phụ. Thưa quan đại nhân, theo tình rồi. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Tối. Là cái này sao? Kim ấn gì? Túi này. Kim ấn. Ở trong cái túi này là quan ấn của Trương đại nhân. Chủ yếu liên quan đến nguy vong của Đại Thanh Quốc và tính mạng của Trương đại nhân. Nhưng hôm nay không. Đại nhân, nào, ngài đừng lo lắng, ngài nằm xuống nghỉ ngơi đã. Ta đi tìm Phi Hồng, bọn họ nhất định đi tìm kim ấn về cho ngài. Thực ra là Hoàng Phi Hồng. Mình làm người ta đau rồi. Bất nhờ lời nhảm nhí. Trương đại nhân ở đâu? Mình đã ghét thật đấy. Tại sao nhìn trộm người ta tắm? Mình muốn xem. Vậy ta cho mình xem. Đừng có giở trò. Ta nhắm mắt cũng có thể bắt được cô. Vậy Huynh đến bắt ta đi. Chỉ cần Huynh bắt được ta, ta và Trương đại nhân đều là của Huynh. Đứng lại. Hai thằng các người làm gì đấy? Chúng ta đến để giải trí. Đi ra. Người Trung Quốc và chó không được vào trong. Biết chữ không? Làm thế nào bây giờ? Làm việc chứ sao? Kẻ nào đến gây rối? Đây là công phu gì? Người đoán xem.
Sư thật ta nói không sai, các phương chỉ biết đi gây chuyện. Họ cần chúng ta gây chuyện, là bọn chúng mang người Trung Quốc và chó không được vào. A Tô đâu? Vào trong rồi. Thánh mẫu, cô ở đâu? Thánh mẫu, có người quấn rối, bà đi giúp đỡ. Đóng cửa, ta không biết gì hết, đừng đánh ta. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tịch Nhi, ở đây chờ cha nhé. Cấm động đậy. Mùi hương này. Hoàng Phi Hồng muộn rồi. Quán chủ ngu xuẩn đó nói khi hắn đánh thắng Huynh, ta liền biết hắn trúng kế rồi. Huynh nhất định sẽ theo đến. Vì vậy ta đặc biệt chuẩn bị cho Huynh lư hương này. Đừng nói là đánh nhau, muốn động đậy cũng khó. Thành công rồi. Cứu với. Đi. Đi thông báo cho Tuyết Cơ thống lĩnh xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Rõ. Hoàng Phi Hồng, Huynh đừng hao tổn công sức nữa. Chỉ cần Huynh đồng ý tận chung với Thiên Hoàng, ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Huynh. Nói chuyện viển vông. Và ta lập tức đưa Trương Chi Động lên thuyền. Quần đảo Đông Sa sẽ nhanh chóng rơi vào tay chúng ta thôi. Vương triều đại thanh của các người đã mục nát thành như vậy rồi. Tây Sa, Nam Sa, một nửa Trung Quốc, một nửa Trung Quốc, từng bước, cũng sớm rơi vào tay chúng ta. Đến lúc đó, mình vẫn tận chung với Thiên Hoàng như thế. Sớm một gì cũng có ngày chúng ta được ở bên nhau. Huynh thông minh như vậy, tại sao không chấp lấy thời cơ? Đất đai của Trung Hoa, dân số nhiều vô kể, một nước nhỏ bé như các người lại ngông cuồng, hôn tính nước lớn, nực cười. Không đồng ý. Phó thống lĩnh, ngoài cửa có người gây rối. Thống lĩnh nói bảo cô đi xem. Ta biết rồi. Huynh yên tâm chờ ở đây. Có thời gian ta sẽ làm Huynh hồi tâm chuyển ý. Dừng tay. Các người là kẻ nào? A Tô, không sao chứ? Thánh mẫu, A Tô, ngươi, Thánh mẫu, ngươi là ai? Dám ở đây giở trò, chẳng sống rồi à? Ta, Phó thống lĩnh, người phía trước là đồ đệ của Hoàng Phi Hồng. Lúc buổi chiều chúng ta tập kích Lâm Gia, đã đụng độ với hắn. Bắt tất cả lại cho ta. Nhổ ra của tên lắm mồm này nhất cho ta. Lên, rõ. Không phải Bạch Liên Giáo Hội giờ sao? Con cũng không cần phải bộc phát như thế chứ. Cứu mạng. Cứu mạng.
Sao huynh cũng ở đây vậy? Nói xa dài dòng lắm. À khoan, sư phụ đâu? Đi tìm chơi đại nhân rồi. Đi. Cứu mạng với sư phụ. Sư phụ, cứu mạng. À tổ, cầm mồm lại. Sư phụ. Sư phụ, cứu mạng. Sư phụ, cứu mạng. Sư phụ, cứu mạng. Thống lĩnh, hình như là người của Hoàng Phi Hồng đến rồi. Cứu mạng, sư phụ. Sư phụ, cứu mạng. Sư phụ. Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phi Hồng đâu? Thống lĩnh không cần lo lắng, chỉ là mấy tên đồ đệ của Hoàng Phi Hồng mà thôi. Bây giờ là thời gian thèm chốt, đừng để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đánh nhanh thắng nhanh, giết không cần hỏi. Rõ, đi. Sư phụ thật sự không ở đây sao? Ato, hiện giờ ta cũng không biết sư phụ ở đâu. Sư phụ, cứu mạng với. Để đừng có gọi nữa. Ta đến đây. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, quả đúng là nam nhân của ta. Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Hoàng Phi Hồng, nghe danh đã lâu, ngươi là nhân tài hiếm gặp. Nếu tận trung với quốc đại Nhật Bản chúng ta, nhất định cho người vinh hoa phú quý mà người không ngờ đến. Đừng tốn tâm sức nữa. Người không mua chuộc được ta đâu. Người Nhật các người làm chuyện xấu ở Trung Quốc. Bây giờ mau ra chân đại nhân ra đây. Quyền bởi TV2 xem chứ có bản lĩnh lớn thế nào. Đao. Đây ạ. Sư gia. Thì ra ông là giặc bán nước. Ông là tội nhục của người Trung Quốc. Giết. Đứng lại, đừng chạy. Giết. Hoàng sư phụ, chúng con đến cứu ngài đây. À khoan, bọn họ là ai vậy? Những người bà ta và sư phụ cứu ở Bạch Liên Giáo. Vậy một tên cũng không tha. Một tên cũng không tha. Nó nhảm. Hoàng Phi Hồng, Trung Quốc có một câu cổ: kẻ thức thời là người tài giỏi. Bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Học tiếng Trung Quốc tốt đấy. Ta cũng dạy ông một câu: ác giả sẽ gặp ác báo. Bỏ hạ đồ đao, quản tài chịu trói đi.
Cha! Đi! Đi mau. Cha. Đi. Cha. Tỉnh lại đi. Cha không được rời bỏ con. Mỗi ngày con đều đưa cơm cho cha. Cha tỉnh lại đi. Chính là hắn cướp mất kiếm ấn, bắt lấy hắn, đoạt kiếm ấn về. Mau! Cô là ai? Ngọc bội này cô lấy từ đâu ra? Đây là nam nhân tặng ta. Nam nhân của cô? Chị Thái Tam! Tháp Nhãn! Liêu Đăng! Khóa học. Dì Thập Tam, thì đừng xem vào nữa. Ngồi xuống. Mắc. Khóa học. Và một chiêu. Ah!
Phật Sơn vô ảnh cướp. Hoàng sư phụ, chúng ta thắng rồi. Hoàng sư phụ, đứa trẻ không sao. Kỳ Hồng, ngươi không sao chứ? Không sao. Mà đi tìm Trương đại nhân. Đi. Hoàng Phi Hồng, người đứng lại cho ta. Hoàng sư phụ, ta ở đây. Hoàng Phi Hồng, người đừng qua đây. Không thì ta sẽ giết chết ông ta, đến giặc bát nước người. Người không còn đường lui rồi. Cho dù còn chết thì ta cũng phải tiện hắn về quê. Tạ tội với người Trung Quốc đi. Trương đại nhân, Phi Hồng đến muộn. Đất nước Trung Quốc có nam nhi nhiệt huyết như mọi người đây thì quốc gia được cứu rồi. Quốc gia thịnh vong, thất phu có trách nhiệm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vạn chúng một lòng, người Trung Quốc nhất định sẽ đứng lên. Toàn quốc vạn chúng một lòng, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, khôi phục Đại Trung Hoa. Giải thích đi. Tại sao ngọc bội Nguyễn Tặng Huynh lại ở chỗ người kỹ nghệ kia? Lúc đó tình thế cấp bách, ta dùng nó để cứu Trương đại nhân. Vì thế thứ muội tặng huynh không quan trọng vậy sao? Huynh căn bản không thèm quan tâm đến muội. Thập Tam, muội hiểu lầm rồi. Muội hiểu lầm. Phải là huynh cố ý tặng cho cô ta. Huynh nói, muội có chỗ nào không bằng cô ta, chỗ nào muội cũng mạnh hơn cô ta. Huynh lại so sánh muội với một kỹ nghệ. Huynh khinh thường muội, huynh căn bản không quan tâm. Thiếu quân. Mới là quan trọng nhất. Mới quan trọng. Mới quan trọng vì tại sao ngọc bội mới tặng huynh lại ở trong tay người khác. Đừng tức giận nữa. Không được nhìn trộm.